Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Dương Tử cũng theo dõi bộ phim Kẻ sát nhân là ai cả đêm, sau đó quay lại và gửi cho Triệu Lệ Dĩnh lời khuyên sau khi xem xong, lý do khiến nhiều người bật cười. Như chúng ta đã biết, Kẻ sát nhân là ai với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tiểu Dương và Đồng Tử Kiện và cùng những người khác có thể nói là bộ phim chiếu mạng nổi tiếng và hay nhất trong tháng này khi đưa vào thực tế. Mở đầu câu chuyện, một tình tiết lớn đã được tung ra để giải thích cho khán giả về vụ án Hải Châu 16 năm trước và dẫn đến việc hai nhân vật nam quan trọng nhất của bộ phim xuất hiện. Mọi chi tiết tưởng chừng như vô tình đều được bí mật phản ánh cốt truyện. Trong Kẻ sát nhân là ai, Triệu Lệ Dĩnh cũng đột phá về hình tượng của chính mình, vào vai một nhân vật vừa chính diện vừa ác độc, ánh mắt đầy kịch tính, biểu cảm vi kim ẩn trong bông khiến cho người ta rùng mình, làm cho dopamine tăng lên nhanh chóng, sô-cô-la tiết ra nhưng ăn sống mang lại cảm giác êm dịu. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng khí chất của mình để diễn giải phẩm chất và sự dịu dàng mà thẩm vũ phải có, đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả về chuyên gia tâm lý. Gần đây, Dương Tử đã tham gia một sự kiện. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết, vừa rồi tôi đã hoàn thành công việc của mình và cũng đã theo dõi 4 tập bộ phim Kẻ sát nhân là ai. Tôi thấy thẩm vũ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã bị nghi ngờ ngay khi cô ấy xuất hiện ở hiện trường và hào quang của nhân vật phản diện ngay lập tức tràn ngập. Tất nhiên, tôi nghĩ cô ấy và Natsuki cũng đã có vài lần đối đầu. Trong vòng vây bên trong, làm thế nào để thoát khỏi cái kén chắc chắn là trọng tâm của cốt truyện. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã cho các bạn thấy một con người hoàn toàn khác rồi, cô ấy lại một lần lột xác, ha ha ha. Sau đó, Dương Tử kể thêm, cô đã trêu chọc Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi xem Kẻ sát nhân là ai, tôi đã quay lại và gửi cho Triệu Lệ Dĩnh lời khuyên. Khi được hỏi tại sao, Dương Tử trêu chọc, chủ yếu là để giao tiếp, vì chúng tôi đều là chuyên gia tâm lý mà. Có thể nói rằng, làm chuyên gia tâm lý phải có đội. Chúng tôi là một nhóm 3 người, đây là lý do tại sao mà mọi người đã cười. Dương Tử cũng rất tế nhị khi đã đề cập tới vai diễn trong bộ phim mới của mình cũng đang được công chiếu, nhưng cuộc trò chuyện đã cho thấy giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ được mối quan hệ rất thân thiết và tốt đẹp. Mong rằng tình bạn ấy của họ ngày càng phát triển, cùng nhau hỗ trợ đi đến thành công. Không thể phủ nhận rằng bộ phim này còn quá nhiều chỗ để diễn, nhân vật phản diện duy nhất có thể là Thẩm Vũ. Tóm lại, Kẻ sát nhân là ai càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Bạn thân mến, bạn nghĩ sao về điều này? Video của mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.